Trong Liên minh châu Âu thì Liên bang Đức là trụ cột. Và rõ ràng cái bầu cử ngày 24 tháng 9 vừa rồi, cái tình hình châu Âu tác động rất lớn đến cuộc bầu cử Liên bang Đức trên hai phương diện, cả tích cực và cả theo chiều cảnh tiêu cực nữa. Là trong năm 2017 này, ở châu Âu có một số cuộc bầu cử mà tạo nên cái dấu ấn đặc biệt. Đấy là bầu cử Hà Lan. Hà Lan là sáng lập viên của Liên minh châu Âu năm 1957. Cuộc bầu cử này cuối cùng giành phần thắng cho cái lực lượng mà đòi ở lại châu Âu, tiếp tục cùng của châu Âu. Và sau bầu cử Hà Lan là cuộc bầu cử ở Pháp. Cái xu hướng tiếp tục cùng của châu Âu đã giành thắng lợi. Đấy là cái điều kiện hết sức thuận lợi cho cuộc bầu cử ở Đức ngày 24 tháng 9 vừa rồi. Ngoài ra về phía thuận lợi thì có thể trong vài ba năm gần đây, năm 2014, 15, 16, kinh tế châu Âu tương đối ổn định. Các trụ cột lớn vẫn giữ được vai trò dẫn dắt như Liên bang Đức, như Pháp, như Hà Lan, các nước Bắc Âu phát triển tốt. Về cơ bản, châu Âu là thoát được khỏi cái đáy khủng hoảng. Đấy là cái thuận lợi cho cuộc bầu cử Đức. Một cái điều thuận lợi nữa là cái việc được Anh ra khỏi châu Âu tạo khó khăn ở châu Âu. Nhưng 27 nước châu Âu còn lại có thể họ đoàn kết nhất trí trong cái việc đàm phán được Anh ra khỏi châu Âu. Chưa bao giờ Liên minh châu Âu đoàn kết với nhau trong việc đàm phán để được Anh ra khỏi châu Âu cả. Tôi cho đấy là ba cái thuận lợi lớn của châu Âu tác động của bầu cử của Đức ngày 24 tháng 9 vừa rồi. Bên cạnh cái thuận lợi như vậy thì cũng có một số khó khăn nhất định tác động đến cái cuộc bầu cử ở Đức ngày 24 tháng 9. Cái tác động tiêu cực lớn nhất, mặc dù các đảng cực hữu, các đảng theo chủ nghĩa dân túy, dân tộc chủ nghĩa, đòi ra khỏi châu Âu, đòi giải tán châu Âu, Liên minh châu Âu, không giành thắng lợi. Nhưng so với cách đây 4-5 năm thì lực lượng này là có một phát triển rất lớn. Như ở Pháp cái bà Le Pen là về thứ hai. Rõ ràng cái lực lượng cực hữu, lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc, dân túy đòi xét lại cái hình thành Liên minh châu Âu càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù họ chưa giành thắng lợi nắm chính quyền, đây là thách thức rất lớn và tác động trực tiếp được cuộc bầu cử ở Đức năm 24 tháng 9. Đây là cái tác động lớn nhất. Cái tác động thứ hai về phía tiêu cực không thuận lợi cho cuộc bầu cử Đức chính là cuộc khủng hoảng người nhập cư. Cuộc khủng hoảng người nhập cư này đã khoét sâu cái mâu thuẫn nội khối của Liên minh châu Âu vào. Ngoài ra, nói gì thì nói chứ, cái nền kinh tế khu vực Eurozone dù đã vượt qua được cái đáy khủng hoảng nhưng hiện nay cũng còn rất nhiều khó khăn. Đấy là những cái khó khăn lớn của cái bối cảnh châu Âu tác động của bầu cử ngày 4 vừa rồi. Đa số những người quan sát đều cho rằng cuộc bầu cử Đức hết sức tẻ nhạt. Chưa bao giờ cử tri Đức lại thờ ơ bầu cử như vậy cả, như hiện nay. Thì gần như cử tri Đức, đặc biệt chắc là phần thắng thuộc về bà Merkel rồi. Bởi vì trong cuộc tranh đua vào thủ tướng Đức lần này, năm cái đảng chính trị không có một người nào đưa ra được một nhân vật nào mà thỏa mãn cái yêu cầu cử tri Đức cả. Cả năm cái đảng đối lập với đảng của bà Merkel không có một gương mặt nào sáng giá cả về mặt trí tuệ, cả về phẩm chất, đặc biệt là đưa ra được một con đường phát triển khác về mặt Merkel cả. Và xét trên phương diện chính trị, tôi cho đây cũng là một loại hình khủng hoảng chính trị xã hội. Đấy là một hình thái khủng hoảng mới, khủng hoảng trong điều kiện cái xã hội ổn định. Cái khó khăn trước mắt của Thủ tướng Angela Merkel vào nhiệm 14 này này, làm sao tạo ra cái đồng thuận xã hội trong bối cảnh cái xã hội Đức đang bị chia rẽ. Mỗi cái chính đảng, 6 chính đảng là có 6 cương lĩnh tranh cử khác nhau.
theo những đường hướng khác nhau, theo những biện pháp khác nhau, cả chính sách đối nội và đối ngoại. Vai trò của bà Merkel hiện nay phải tập hợp lại, phải dung hòa, phải tạo ra cái đồng thuận của 6 cái xu hướng chính trị khác nhau này, tôi cho để thách thức lớn nhất. Về mặt kinh tế, làm sao tiếp tục duy trì được cái tốc độ phát triển này? Đấy là một vấn đề không dễ dàng. Đối với bà Merkel, cái điều thứ ba, thách thức thứ ba là gì? Đối phó với cái chủ nghĩa dân túy, đối phó với chủ nghĩa dân tộc cực đoan ngay trong lòng xã hội Đức đang âm mỉ, đang nhen nhóm và có xu hướng phát triển. Tôi cho đấy là những thách thức trong 4 năm nhiệm kỳ thứ tư của bà Angela Merkel. Theo tôi có thể phân loại thành hai vấn đề, hai cái thách thức đối với Thủ tướng Angela Merkel, đối với nước Đức. Cái thách thức, cái loại thứ nhất mang tính tình huống và thời gian. Đây là người nhập cư. Đây là thách thức mang tính tình huống, có thời gian, chứ không phải thách thức cơ bản. Nhưng tôi cho rằng 4 năm tới, có lẽ để duy trì cái vai trò trụ cột trong Liên minh châu Âu, Thủ tướng Merkel muốn hay không muốn cũng phải điều chỉnh. Nếu như 4 năm vừa rồi, Đức và Pháp đưa ra một cái nguyên tắc rất cứng nhắc, buộc lòng các nước phải chấp nhận cái số lượng người nhập cư theo một nguyên tắc phân bổ theo cái quy mô dân số lãnh thổ và nền kinh tế. Tôi cho cái điều này có lý của nó, nhưng nói gì thì nói, nhưng vấp phải cản trở phản ứng lớn. Chứ cái thách thức này chắc chắn bà Merkel cùng với ông Macron, tổng thống Pháp, phải điều chỉnh, chắc chắn họ phải điều chỉnh theo xu hướng mềm hóa nó. Không mềm hóa thì không tạo ra đồng thuận trong Liên minh châu được. Cái đối phó lâu dài, nếu như khu vực nó rồi mà không vượt qua được thách thức khó khăn, thì chắc chắn Liên minh châu sẽ tan rã. Cái khó khăn thứ hai, cùng mang tính cơ bản lâu dài, chính là chủ nghĩa dân tộc mang tính cực đoan, chủ nghĩa dân túy, đòi hỏi ra khỏi châu Âu. Mà ở Pháp phát triển mạnh, ở Đức đang phát triển ở Mỹ, ở Hà Lan, ở Thụy Sĩ, ở Áo, ở một loạt quốc gia. Chính đây là cái thách thức về mang tính cơ bản lâu dài mà bà Merkel trong những 14 phải đối phó.